tốt thực phẩm có thể gây chết người hàng đầu cần phải biết. Thực phẩm luôn là nguồn cung cấp dưỡng chất, nuôi dưỡng cơ thể. Tuy nhiên, bên cạnh các loại thực phẩm an toàn thì có hàng loạt thực phẩm cực độc, gây hại cho sức khỏe con người. Dưa muối chưa kỹ. Dưa muối là một loại thực phẩm quen thuộc trong mâm cơm người Việt. Tuy nhiên, nếu không biết sử dụng đúng cách thì dưa muối đôi khi lại trở thành thứ gây hại. Bởi vì trong một ngày đầu muối dưa, vi sinh vật sẽ chuyển hóa nitrat trong các nguyên liệu thành nitrit. Làm hàm lượng nitrit tăng cao, độ pH giảm dần sẽ vô cùng độc hại, thậm chí gây ngộ độc cho người sử dụng. Tin tức trên báo Pháp luật Việt Nam. Măng tươi. Măng cũng là món ăn được nhiều bà nội trợ tin dùng. Nó được chế biến rất nhiều món ăn khác nhau. Nhưng trong măng tươi có chứa hàm lượng cyanin rất cao, khoảng 230mg trên 1kg măng cũ. Khi người ăn phải măng có chứa nhiều cyanin, dưới tác động của các enzyme đường tiêu hóa, cyanin ngay lập tức biến thành axit cyanhydric, là một chất cực độc với cơ thể, có thể gây tử vong. Đậu xanh có nguy cơ gây đông máu. Cũng giống như măng tươi, đậu xanh cũng chứa độc tố. Và nếu không được nấu chín kỹ, chúng sản sinh ra chất độc hại, chứa các chất gây đông máu, có thể kích thích dạ dày của cơ thể, ngộ độc thức ăn. Gừng đập nát, sinh ra độc tố gây biến đổi tế bào. Tin tức trên báo Trí Thức Trẻ, gừng tươi là thực phẩm không nên để lâu. Nếu gừng bị đập nát, củ hỏng là bên trong củ gừng đã xảy ra một chất độc hại, có tên là sycamore. Chất này nằm trong cả củ gừng, chứ không phải chỉ ở phần đập nát nên không thể cắt bỏ hết. Đây là hoạt chất có tính độc rất cao, có thể gây sự biến đổi tế bào gan của một người đang khỏe mạnh, cho dù lượng chất này có thể bị hấp thụ rất ít. Trứng gà sống dễ nhiễm khuẩn. Lòng trắng trứng gà sống khi ăn vào cơ thể rất khó hấp thu. Trong trứng gà sống có các chất làm cản trở sự hấp thu dinh dưỡng cơ thể và phá hoại công năng tiêu hóa của tỳ tạng. Ngoài ra, ăn trứng gà sống rất mất vệ sinh, dễ đưa các vi khuẩn vào cơ thể, gây bệnh. Bí ngô để lâu. Bí ngô là một thực phẩm giàu dưỡng chất cực tốt cho sức khỏe con người. Nhưng trong bí ngô chứa hàm lượng đường cao. Hơn nữa, do lưu trữ thời gian dài, khiến bên trong bí ngô xảy ra quá trình hô hấp kỳ, khí lây men và biến chất. Vì vậy, khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Mộc nhĩ tươi có thể gây khó thở. Mộc nhĩ tươi chứa chất nhạy cảm với ánh sáng là porphyrin. Sau khi ăn, với sự chiếu rọi của ánh nắng mặt trời, chúng ta rất dễ bị viêm da, xuất hiện trạng thái ngứa, chứng phù thủng, đau nhức. Có người bị phù nề, thanh quản sẽ dễ gây nên tình trạng khó thở. Vì vậy, chỉ nên ăn mộc nhĩ khô, ngâm trong nước, nấu lên thì mới an toàn. Rau cải nấu chín để qua đêm có thể gây ung thư ruột. Trong rau cải chứa nhiều chất nitrat. Nếu để rau cải qua đêm, do tác dụng của vi khuẩn, muối nitrat chuyển thành muối nitrit. Sau khi ăn có thể làm cho tổ chức trong cơ thể thiếu oxy, xuất hiện triệu chứng trúng độc, đau đầu, chóng mặt, nôn mửa. Ngoài ra, chất nitrit có nguy cơ cao gây ung thư đường ruột. Lạc, đậu phụng tăng nguy cơ sốc phản vệ, tử vong. GNews đưa tin, một trong loại thực phẩm gây dị ứng phổ biến nhất là đậu phụng. Phản ứng nghiêm trọng có thể xảy ra là sốc phản vệ, dẫn đến co thắt đường hô hấp, sốc, thậm chí mất ý thức, thậm chí gây tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Khoai tây xanh, mọc mầm, gây tử vong. Khoai tây là món ăn khoái khẩu của nhiều người, nhưng không nên ăn khoai tây xanh và mọc mầm. Khoai tây xanh có chứa hợp chất solanine, loại thuốc trừ sâu tự nhiên gây độc cho con người. Triệu chứng ngộ độc solanine là nôn mửa, tiêu chảy, rối loạn nhịp tim, nặng có thể gây tử vong. Hạt anh đào, mơ, mận, đào có thể gây hôn mê, tử vong. Nếu bạn nuốt cả hạt thì không xảy ra vấn đề gì khi nuốt những hạt này. Nhưng một khi chúng bị vỡ cũng có thể giết chết bạn. Vì chúng có chứa cyanogenic, hợp chất có thể chuyển hóa thành chất độc cyanua. Chúng cũng chứa hợp chất amidalin, tiêu thụ ở liều cao, có thể dẫn đến chóng mặt,
buồn nôn, tăng huyết áp, suy thận, hôn mê, thậm chí gây tử vong. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Điều kỳ diệu gì sẽ xảy ra nếu bạn chịu khó ăn rau lang? Rau khoai lang là thứ rau dân dã trước đây chỉ dành cho nhà nghèo. Ngày nay, người ta đã phát hiện ra rằng thứ rau này cũng rất ngon và có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Tuy nhiên, nhiều người chưa biết, ở một số nước như châu Âu, Hồng Kông, Nhật Bản, rau khoai lang không còn là loại rau dân dã mà đã trở thành một loại thực phẩm cao cấp có mặt trong những nhà hàng sang trọng. Sở dĩ có vị trí này là vì người ta phát hiện ra rau lang là một loại thực phẩm bổ dưỡng hơn nhiều lần so với những gì người ta vẫn nghĩ về loại rau này. Theo y học cổ truyền, rau khoai lang đã được coi là một vị thuốc với nhiều tên gọi khác nhau như cam thử, phiên chữ, là một loại rau có tính bình, vị ngọt, ít khí hư. Rau khoai lang không độc, từ thần âm, chữa tỳ hư, tác dụng bồi bổ sức khỏe, thanh can, lợi mật, giúp tăng cường thị lực, chữa bệnh vàng da, phụ nữ kinh nguyệt không đều, nam giới dị tinh. Các nhà khoa học phát hiện ra rằng, dinh dưỡng trong rau khoai lang còn tốt hơn trong củ khoai lang rất nhiều. Ví dụ, vitamin B6 trong lá khoai lang cao gấp 3 lần trong củ khoai, vitamin C cao gấp 5 lần, riboflavin cao gấp 10 lần. Để làm một phép so sánh, thì dinh dưỡng trong lá khoai lang tương đương với một loại siêu thực phẩm là rau chân vịt. Nhưng lượng axit acylic trong rau khoai lang ít hơn rất nhiều so với rau chân vịt. Vì thế, nguy cơ gây bệnh sỏi thận của rau khoai lang cũng ít hơn. 1. Công dụng nổi bật của rau khoai lang. Thanh nhiệt giải độc. Rau khoai lang có tác dụng hiệu quả trong việc thanh nhiệt, làm mát cơ thể. Đặc biệt, loại rau này rất giàu chất diệp lục, giúp làm sạch máu, loại bỏ độc tố trong cơ thể, chống lại sự oxy hóa trong cơ thể. Trong rau khoai lang có chứa một loại protein độc đáo, có khả năng chống lại sự oxy hóa đáng kể. Loại protein này có khoảng 1/3 hoạt tính chống oxy hóa của glutathione, một trong những chất quan trọng có vai trò trong việc tạo các chất chống oxy hóa trong cơ thể, giúp phòng ngừa bệnh tiểu đường. Lá rau lang có đặc tính giảm đường huyết nên dùng rau, không dùng củ, vì củ chứa nhiều tinh bột. Đọt rau lang đỏ có chứa một chất gần giống insulin, ở lá già không có chất này. Vì thế, người bị bệnh tiểu đường có thể dùng đọt rau lá non, cây khoai lang để ăn, giúp phòng ngừa bệnh táo bón. Rau lang có vị ngọt, mát, nhờ chứa rất nhiều chất xơ nên giúp nhuận tràng rất hay. Lá rau lang còn chứa chất nhựa tẩy khoảng 1,95% đến 1,97% nên có tác dụng nhuận tràng, ngăn ngừa bệnh táo bón, giúp phòng bệnh béo phì. Đơn giản, bạn chỉ cần ăn khoai và rau lang luộc, hoặc ăn chế độ 1/2 gạo, 1/2 khoai riêng lẻ, hoặc độn với nhau nấu cơm, cháo, bánh sẽ giúp giảm cân hiệu quả. 2. Lưu ý khi dùng rau khoai lang làm thực phẩm. Khi ăn rau khoai lang nên ăn kèm với thịt động vật để cân bằng dinh dưỡng. Không ăn rau khoai lang quá nhiều và thường xuyên, bởi loại rau này chứa nhiều canxi, dễ gây sỏi thận. Không ăn rau khoai lang lúc đói vì điều đó sẽ khiến lượng đường huyết trong cơ thể giảm xuống thấp hơn. Cảm ơn bạn đã xem video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt. Xôi tuyệt đối không được ăn với món này nếu không muốn thận bị hỏng. Xôi có hàm lượng dinh dưỡng rất cao, nhưng chúng ta không nên ăn quá nhiều. Mỗi ngày chỉ nên ăn 2/3 quả, cỡ trung bình là đã đạt mức các nhà dinh dưỡng khoa học khuyến cáo. Nhưng bạn có biết xôi hợp với đồ ăn gì và kỵ với món nào không? Hãy đọc thêm bài viết này để có hiểu biết tốt hơn về loại quả hấp dẫn này nhé. Xôi không được ăn cùng với gì?
1. Ăn xoài không được uống rượu. Xoài và rượu đều tính cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. 2. Xoài không được ăn cùng hải sản. Xoài và hải sản đều là thực phẩm dễ gây dị ứng, ăn cả hai cùng lúc sẽ khó tiêu và dễ gây dị ứng. 3. Xoài không được ăn cùng thực phẩm cay nóng như tỏi. Xoài chứa các axit, axit amin, protein, những chất này đều có tính kích thích. Sau khi bài tiết đến vỏ thận sẽ gây dị ứng, nếu nặng sẽ gây mẩn đỏ, đau đớn. Xoài cũng không được ăn với đồ cay nóng, ăn nhiều sẽ hại thận. Thức ăn cay nóng ngoài tỏi còn có hành, hẹ, gừng, rượu, ớt, hạt tiêu, quế, hồi, thì là. 4. Xoài không được ăn cùng với dứa. Dứa có tác dụng phụ đối với da và mạch máu. Hai loại trái cây này ăn cùng sẽ gây dị ứng vì xoài và dứa đều chứa thành phần hóa học gây dị ứng da. Xoài có chứa monohydroxybenzene hoặc dihydroxybenzene. Xoài chưa chín hoàn toàn còn có axit uronic, chúng gây kích ứng niêm mạc da, có thể gây ra môi miệng sưng đỏ, vừa ngứa vừa đau, trường hợp nặng gây sưng rộp. Dứa có tác dụng phụ lên da và huyết quản. Loại dị ứng này có tính phát nhanh. Sau khi ăn dứa 1 giờ, bệnh nhân có thể biểu hiện ngứa, mẩn đỏ, ra mồ hôi, chân tay, miệng lưỡi tê. Người không nên ăn xoài. Xoài có tính bình và có thành phần gây dị ứng, nên người bị bệnh về da, u nứ cần tránh ăn. Xoài chưa chín, cũng có mủ tiết ra là chất gây dị ứng. Những người hư hàm, ho, viêm họng cũng nên tránh ăn xoài để tránh ngứa cổ họng. Người hen suyễn cũng không được ăn. Đến bệnh viện thăm bệnh nhân viêm thận, tuyệt đối không đem xoài. Ăn nhiều xoài có hại cho thận, do đó người bị viêm thận cấp và mãn tính không được ăn. Ăn xoài nhiều sẽ gây dị ứng. Lá xoài và nước xoài gây viêm da cho người cơ địa mẫn cảm. Cách tốt nhất là cắt xoài thành miếng nhỏ rồi ăn trực tiếp. Ăn xong súc miệng rửa miệng, tránh nước xoài đọng lại. Người bình thường cũng không nên ăn quá nhiều xoài, nếu không sẽ bị vàng da, đồng thời gây tổn hại cho thận. Đặc biệt, càng không nên ăn nhiều xoài cùng với các chất cay nóng khác cùng lúc.